Xin chào tất cả các bạn, cảm ơn các bạn đã tiếp tục trở lại theo dõi kênh của My. Hôm nay My xin làm thêm một cái video dành cho những bạn mà mới bắt đầu quen và tìm hiểu nhưng mà gặp phải một cái người vô tâm. Thì trước đó My có làm những cái video hướng dẫn là yêu một người vô tâm thì phải làm sao, và những cái trường hợp trước đó thì dành cho những người mà đã có gia đình ha, và đây là cái trường hợp dành cho những người mà chưa kết hôn ha. Mình đang tìm hiểu mà mình gặp phải một cái người mà vô tâm đó, thì các bạn cũng tìm hiểu lại, nghe lại cái video mà yêu một người vô tâm mà phần 2 đó, để mình tìm hiểu xem là cái người này họ vô tâm vì cái lý do gì, vì cái lý do gì mà họ vô tâm với mình. Có thể là sau một thời gian mà tìm hiểu, mình đã cố gắng ha, mà họ lại không có cái gì mà thay đổi theo cái hướng tốt hơn ha, và họ lại không có những cái điểm tốt khác để bù vào cái sự vô tâm của họ đó, thì có thể là do bản thân của người này thực chất họ là một người vô tâm thực sự đó, và cũng có thể là họ vô tư ha, họ vô tư theo cái cách của họ, là họ ích kỷ, họ chỉ nghĩ đến cái bản thân của họ là họ muốn gì, họ yêu bản thân họ hơn đó, họ suy nghĩ nhiều cho họ hơn đó, cho nên là họ không có đặt cái cảm xúc của bạn ha, họ không có chú tâm ha, để tìm hiểu ha, và quan sát để hiểu cái cảm xúc của bạn là bạn muốn gì ha, và bạn có những cái khó chịu bực bội gì ha, đối với cái cách cư xử của họ mà họ không biết. Họ không biết mà thậm chí họ cũng không quan tâm, mà họ cũng không muốn biết ha. Thì đối với những người như thế này á, thì nếu mà bạn cảm thấy là bạn đã cố gắng hết sức ha, và nhưng mà bạn cảm thấy là bạn không có kham nổi ha, bạn không có đủ sức, đủ bản lĩnh để mà bạn đóng góp và làm cho họ thay đổi ha, làm cho họ thay đổi đó, bạn không có cái cách nào để mà bạn làm cho họ hiểu và nhìn ra được cái vấn đề của họ ha, trong cái mối quan hệ giữa hai người đó, thì bạn đã làm hết mọi cách rồi nhưng mà vẫn không thay đổi được đó, thì tốt nhất á, là mình nên bỏ của chạy lấy người ha, bỏ của chạy lấy người. Tại vì những cái người mà họ có cái sự vô tâm, cái sự ích kỷ của họ ha, cái tự cao của họ đó, họ lắng nghe ha, và chăm chút ha, cho cái cảm xúc và cái suy nghĩ của bản thân, cái cuộc sống của họ nhiều hơn. Thì chúng ta có cố gắng đến như thế nào đi chăng nữa thì họ cũng không thể thay đổi được. Đó là cái bản chất thực sự của con người họ đó, có những người như thế, và những người như thế này họ cần một cái chất xúc tác, họ cần có một cái hoàn cảnh gì đó ha, một cái sự mà thay đổi gì đó ha, một cái biến động biến cố gì đó trong cái cuộc sống của họ ha, để giúp cho họ nhận ra là họ cần cái sự mà quan tâm đó, cái sự quan tâm, yêu thương, giúp đỡ của người xung quanh, mà bản thân họ trước hết là họ phải làm được những cái điều như thế đó, thì mới có được cái sự quan tâm từ người khác đó. Thì những cái người như vậy có thể là do cái hoàn cảnh sống của họ từ trước đến giờ là đã được thuận lợi ha, đã được thuận lợi, được nuông chiều ha, được yêu thương chăm sóc từ nhỏ, họ có cái điều kiện sống tốt đó, cho nên là làm cho họ có cái sự ích kỷ ha, trong cái cách sống của họ mà bản thân của họ họ cũng không biết được đó. Thì nếu mà bạn cảm thấy bạn là một cái người mà
đủ bản lĩnh để hướng dẫn họ và chỉ ra cho họ hiểu được đó cái khuyết điểm này của họ để mà họ cần phải thay đổi, thì bạn có thể tiếp tục với cái sự bao dung, vị tha và kiên trì ha, kiên nhẫn đó, có phương pháp đúng của bạn thì bạn có thể thử và tiếp tục đó. Còn nếu mà mình cảm thấy mình không kham nổi thì mình có thể là ra đi một cách dứt khoát ha, và mình dành cái thời gian đó của mình ha, cho những cái việc mà nó xứng đáng hơn ha trong cái cuộc sống của mình đó. Và mình cũng có thể là bắt đầu một cái mối quan hệ mới ha, nếu mà bạn đã sẵn sàng đó. Và khi mà những cái người như thế này á thì thường á là trước khi mình đi á thì mình nên chỉ cho họ cái vấn đề này của họ ha, mình nên chia sẻ với họ ha cái lý do mà vì sao mà bạn quyết định chấm dứt đó. Và bạn quyết định chấm dứt là có thể bạn sẽ nói là em thấy mình khác nhau ở cái quan điểm sống ha, em thì hướng về cái cách sống là vì mọi người ha, mọi người quan tâm tới cái cảm xúc của người xung quanh nhiều hơn đó, để mình cùng có cái sự chia sẻ ha, chăm sóc vun đắp đó và tạo cái sự gắn kết ha, yêu thương tôn trọng lẫn nhau trong cái mối quan hệ này đó, và những cái mối quan hệ mà xung quanh ha, xung quanh cuộc sống của em. Nhưng mà em thấy là anh như có một cái thế giới riêng của mình ha, rồi anh chỉ có tập trung vào cái bản thân của anh ha, và những cái điều mà anh thích mà thôi. Thì nếu mà cái xã hội này á có nhiều người như thế á, thì nó không thể phát triển được ha, nó không thể phát triển được nếu mà cái người dân cư xử như thế này, thì đừng nói gì đến cái mối quan hệ này mà chỉ có hai người thôi, chỉ có hai người ha, một người á thì lại muốn vun đắp chăm sóc đó, còn một người á thì lại không làm gì, không đóng góp cái gì đó, rồi không muốn bỏ công bỏ sức ha đó, bỏ thời gian đó, bỏ cái sự quan tâm ha, chăm sóc và lắng nghe để mà cùng nhau phát triển cái mối quan hệ này, thì em không thể mất thời gian và cái thanh xuân của em ha cho một người mà không đáng như thế ha, một cách vô lý như thế đó. Thì khi mà bạn nói như thế thì người ta sẽ hiểu được cái lý do mà bạn ra đi đó. Và nếu mà người ta là một người mà người ta có cái đầu óc, có cái suy nghĩ đó, một người mà IQ cao quá ha, thì người ta cũng sẽ nhìn lại người ta sẽ suy xét lại cái câu nói của bạn, và người ta nhìn lại cái hành động của người ta, nhìn lại cái hành động của người ta đó, là người ta xem người ta có làm như là cái lời bạn nói hay không đó. Và một cái người mà thật sự mà tốt á, mà nghiêm túc á, thì người ta sẽ phải thay đổi cái cách sống của người ta đó. Và cũng có thể nếu mà người ta trân trọng bạn đó, thì người ta sẽ níu kéo bạn đó và xin lỗi bạn và có cam kết là có một cái sự thay đổi ha cho cái cách cư xử của người ta sắp tới. Còn nếu mà người ta không quan tâm luôn, không quan tâm cái ý kiến của bạn luôn, thì không có duyên, không có duyên. Nhưng mà dù sao thì bạn cũng có một cái tiếng nói ha, để chỉ cho người ta biết là cái lý do mà mình rời đi đó. Thì ví dụ lúc đó người ta sẽ vô tâm, người ta không quan tâm tới cái lời bạn nói, nhưng mà đến một lúc nào đó ha, trong một cái phút nào đó mà người ta cần cái người quan tâm, cần cái sự chia sẻ lắng nghe của cái một người nào đó ha, trong cái phút mà người ta cảm thấy là trống trải cô đơn đó, thì có thể là người ta sẽ nghĩ đến bạn đó, và người ta suy ngẫm lại cái lời mà bạn nói đó, thì một lúc nào đó cái câu nói cuối cùng của bạn nó cũng có tác động ha, có tác dụng
đối với một người nào đó, nhưng mà hãy chỉ cho họ, hãy chỉ cho họ ha, khi mà mình thấy cái điều gì không hợp lý hoặc là cái cách cư xử của một người nào đó mà không hợp lý ha, có thể làm tổn thương người khác, không chỉ riêng bản thân mình thì mình đã bị tổn thương rồi đúng không? Đó thì mình cũng không muốn là cái người đó họ lặp lại lỗi lầm để họ tiếp tục sai lầm ở những cái mối quan hệ tiếp theo đó, và họ lại tiếp tục làm tổn thương những cái người khác nữa đó. Có những người như thế thực sự là họ không không biết, họ không biết là họ đang làm tổn thương người khác đó các bạn. Cho nên là khi mà mình nói như thế là mình cũng góp phần ha, giúp cho họ hoàn thiện cái bản thân của họ hơn, mà bản thân của họ là họ lại không nhìn ra được cái điểm yếu của họ là ở cái điểm đó đó, thì mình cũng đang làm một việc tốt trước khi mình ra đi đó các bạn. Đó, hãy ra đi trong cái sự mà tôn trọng ha, và khéo léo, cái cách ứng xử mình khéo léo ha, mình muốn cho họ tốt hơn ha, chứ không phải là mình sự chỉ trích họ. Cho nên là mình hãy dùng những cái lời lẽ ha, những cái từ gì đó để cho họ cảm thấy là mình đang góp ý chia sẻ với họ ha, chứ không có phải là mình chỉ trích ha cái lỗi sai đó của họ, mặc dù đó là cái lỗi sai thật sự của họ ha, nhưng mình hãy có cái cách xử lý nó bao dung ha, nó nhân văn hơn. Và cũng có những cái người á mà trong cái mối quan hệ tình cảm á thì họ có cái cách cư xử là không có được công bằng. Ví dụ như các bạn, đặc biệt là người phụ nữ của mình á, con gái mình á, thì hay yếu lòng. Khi mà mình thích một cái người nào đó, mình nghiêm túc với cái mối quan hệ này thì mình hãy hay suy nghĩ là mình sẽ chăm chút, mình sẽ vun đắp ha, mình sẽ trở thành một cái người yêu lý tưởng ha, một người phụ nữ, một người vợ đảm đang trong tương lai đó, nên mình muốn chứng tỏ cho họ biết là mình là một người đảm đang ha, rồi chiều chuộng chăm sóc họ. Nhưng mà có những người đàn ông thì các bạn nên làm như thế đó, nên làm như thế đó, nếu mà họ là những cái người tốt, là những cái người mà họ đã cho đi trước, họ cho đi trước, bạn quan sát bạn biết là người này là một người mà họ tốt bụng ha, họ đạo đức, họ trách nhiệm và họ nghiêm túc với mình đó, thì khi mà bạn đã nhận vài lần trước như thế rồi thì bạn hãy đáp lại với họ bằng một cái sự không tính toán ha, là My hay nói là mình hãy cho nhiều hơn, cho nhiều hơn ha, đó một cái sự không tính toán. Còn ngược lại có những người họ lại tính toán với mình đó, những cái người đàn ông khi mà mình quen một thời gian ha, dù là họ chưa cho gì mình đó, nhưng mà mình cho trước họ, ví dụ như tới ngày sinh nhật của họ đi, bạn mua, bạn suy nghĩ, bạn chuẩn bị rất là chu đáo, rất là chi tiết ha, bạn mua món quà gì ha, thậm chí là mua nhiều món, xong rồi bạn tặng lại cho họ đó, nhưng mà bạn quên rằng là họ đã tặng gì cho mình chưa, họ đã tặng gì trước cho mình chưa đó. Không phải là mình tính toán với họ ha, hay là không phải là mình chờ đợi cái sự mà được nhận quà từ họ, không phải là mình không thể mua ha, mình không thể mua những cái món mà mình thích, nhưng mà trong một cái mối quan hệ tình cảm ha, để chứng minh được cái người đàn ông họ chân thành với mình hay không, họ nghiêm túc với mình hay không, bằng cách là họ có vui vẻ ha, họ có vui vẻ, họ tự nguyện họ móc cái bóp tiền của họ ra ha, để họ sử dụng tiền cho mình hay không, đó là một cái sự cam kết nghiêm túc, cụ thể và thiết thực nhất ha, và thiết thực nhất trong một cái mối quan hệ tình cảm các bạn ạ. À, đó tại vì My cũng có rất là nhiều người bạn mình yêu chân thành ha, mình cũng có điều kiện tài chính, có điều kiện kinh tế, nên mình nghĩ là mình yêu mình không tính toán ha, mình không tính toán, mình cứ cho đi trước. Nhưng mà không, My cũng nói rất nhiều lần trong những cái video là các bạn phải biết cho đúng cách, cho đúng người ha, cho đúng chỗ và cho đúng trường hợp đó, tại vì mình là phụ nữ
mình là phụ nữ nên là mình cần được cái sự chinh phục và cái sự thể hiện tình cảm ha, tôn trọng ha, là bằng qua cái cách thể hiện cụ thể của người đàn ông là họ dùng tiền cho mình đó. Họ phải biết nghĩ cho mình ha, là họ sẽ chuẩn bị những cái món quà gì đó cho mình trong một cái dịp nào đó đó mà họ muốn tặng quà cho mình, thì họ phải suy nghĩ ra trong một cái dịp nào đó ha, để họ suy nghĩ, họ chuẩn bị chu đáo ha, họ mua cái món quà đó họ tặng cho mình đó. Có nghĩa là họ có cái sự đầu tư về công sức, về cái suy nghĩ, về cái tình cảm ha, và cả về cái điều kiện tài chính của họ, chứng tỏ là họ muốn nghiêm túc và cam kết cuộc đời của họ với bạn đó, thì họ mới có những cái hành động thiết thực ha, thiết thực kinh tế như thế đó. Cái đó không phải hoàn toàn là một cái khía cạnh về cái sự mà lợi dụng hay toan tính ha, trong cái chuyện tình cảm đó. Nhưng mà My muốn nói với các bạn về cái vấn đề này là khi mà người đàn ông họ có cái sự đầu tư nghiêm túc như thế thì họ mới thực sự yêu bạn thật lòng đó. Cái sự bản lĩnh của cái người đàn ông là cái việc mà họ có thể kiếm được tiền, kiếm được nhiều tiền ha, cho cái người phụ nữ đồng hành với họ đó, và họ sẵn sàng chi tiền ha, họ sẵn sàng cho cái người phụ nữ của họ có được những cái món mà người đó thích ha, không có toan tính ha, không có hơn thua hay là họ bị thiệt thòi, họ sợ họ bị thiệt thòi, thì đó chính là một người đàn ông đạo đức, một người đàn ông tốt ha. Đó, đó là một cái phép thử cho các bạn trong cái mối quan hệ tình cảm đó. Còn cái việc đương nhiên là khi mà mình nhận đó, khi mà người ta đã cho mình ha những cái lần như thế và mình thấy được cái sự chân thành của họ, cái sự nghiêm túc của họ ha, cái sự cố gắng đầu tư của họ cho cái mối quan hệ tình cảm này một cách nghiêm túc, trân trọng đó, thì mình hãy đáp lại họ ha bằng cái sự trân trọng, chân thành ha, nghiêm túc đó. Mình có thể chiều chuộng họ đó, mình có thể mua quà cho họ đó, mua quà tặng ngược lại cho họ, và biết họ thích cái gì thì mình làm cho họ đó, mình đền ơn ha, mình đền ơn, mình đáp lại cái sự mà tử tế của họ đã dành cho mình đó. Nhưng mà phụ nữ của mình hãy làm điều đó sao sao người đàn ông, hãy để cho người đàn ông họ thể hiện hết ha, cái bản lĩnh và cái sự chân thành, cái sự nghiêm túc của họ trước đi đã, rồi mình hãy đáp lại họ đó, thì đó mới là cái cách yêu có giá trị, và bạn ngay từ đầu bạn đã thể hiện bạn là một người phụ nữ có giá trị trong mắt họ. Tại vì ngay lúc đầu mà bạn không thể hiện thì bạn không còn cơ hội để bạn thể hiện nữa. Đó là một cái việc rất là quan trọng ha, rất là quan trọng trong cái mối quan hệ tình cảm. Người đàn ông họ trân trọng bạn hay không là quyết định từ cái cách cư xử những cái lúc đầu mà bạn xây dựng tình cảm với họ, rất là quan trọng ha. Đó, và có những cái người đàn ông ha thì sau một thời gian á thì họ mới đầu tư tình cảm, khi mà họ thật sự họ cảm thấy là bạn cần có trong cuộc đời của họ thì họ mới đầu tư tình cảm cho bạn đó, và cái công sức và món quà của họ đi chăng nữa, thì những cái người đó có nghĩa là lúc đầu họ không thực sự yêu bạn đó, họ không thực sự bị bạn chinh phục đó. Nhưng mà may mắn trong cái quá trình mà bạn chinh phục họ đó, thì bạn có những cái hành động đúng, có cái sự cuốn hút đó, thì họ mới quay lại và họ muốn giữ bạn trong cuộc đời của họ đó, thì họ mới đầu tư cho bạn như thế đó. Thì trong cái mối quan hệ tình cảm của chúng ta cũng như thế, chúng ta phải học cách ha, học cách cho đi và cách nhận ha, và cái cách để mà thử thách ha, và làm cái chất xúc tác ha, làm cái chất xúc tác để kích hoạt cái sự chinh phục, cái sự chinh phục ha, cái sự mạnh mẽ ha, bản lĩnh cái tâm lý mà muốn che chở, muốn bảo vệ ha, của người đàn ông đó, thì chúng ta phải đúng cách, đúng thời điểm, đúng phương pháp ha. Đó, mình phải có cái sự suy xét, cân nhắc ha, trí tuệ yêu nhưng mà vẫn có phương pháp đúng ha, và có cái sự trí tuệ
khéo léo cư xử trong cái mối quan hệ tình cảm của mình ha. Đó, và My xin kết thúc cái video này ở đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Mong cái video này các bạn có thể sử dụng và áp dụng được trong cái mối quan hệ tình cảm của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.